ồn ào réo vang khi đám đông lôi người phụ nữ. Vì tình riêng tư chót ngã xa xăm bị ném đá, Chúa lại nhận nha ngồi xuống viết cứ như tự tha. Vì tình thương cha thần quá bao la, không muốn cho ai có tội mà lại phải chết, nhưng mong sám hối để được ơn cứu rỗi. Vì tình thương cha thần quá bao la, ta cũng thương tha xóa tội giờ thì về đi, không vương lối nữa gắng công đền tội xưa. Giờ cứ trôi nên Chúa khơi đưa lời hỏi xa. Người nào kêu la tâm sáng trong cứ tự ném đá, thế là bỏ đi vì đuối lý dám đâu làm chi. Vì tình thương cha thật quá bao la, cho ai có tội mà lại phải chết, nhưng mong sám hối để được ơn cứu rỗi. Vì tình thương cha thật quá bao la, ta cũng thương tha xóa tội giờ thì về đi, không vương lối nữa gắng công đền tội xưa. Phán xét sống đời trần gian chẳng kết an, Chúa ban bình an. Vì tình thương cha thật quá bao la, không muốn cho ai có tội mà lại phải chết, nhưng mong sám hối để được ơn cứu rỗi.